Sau phần thi xuất sắc tại đêm bán kết Miss International Queen 2024 vừa qua, Tường Sang đã nhanh chóng lọt mắt xanh của các fan sắc đẹp lẫn chuyên gia quốc tế. Theo đó, cô nàng được dự đoán sẽ đoạt được vương miện trong cuộc thi năm nay. Chiều 22 tháng 8, 23 thí sinh Miss International Queen, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2024 thi vòng bán kết diễn ra ở thành phố Pattaya, Thái Lan. Đại diện Việt Nam Tường Sang giành chiến thắng giải thí sinh có làn da đẹp nhất và thí sinh trình diễn bán kết tốt nhất, giúp cô vào thẳng top 12 trước thềm chung kết. Sau đêm thi bán kết, các chuyên gia sắc đẹp đã đưa ra những bản dự đoán cuối cùng về kết quả Miss International Queen 2024. Tường Sang của Việt Nam được ấn định ở ngôi vị cao nhất. Bốn đại diện còn lại được dự đoán vào top 5, lần lượt kêu tên các đại diện Philippines, USA, Thái Lan, Colombia. Nếu kịch bản này là đúng sự thật, vào tối ngày 24 tháng 8 cũng không có gì quá bất ngờ vì Tường Sang của Việt Nam đang thể hiện phong độ rất xuất sắc tại Thái Lan. Trong vòng thi bán kết, Tường Sang được khen tỏa sáng ở các phần thi như trang phục dạ hội, áo tắm, thuyết trình. Ở phần trình diễn dạ hội, Tường Sang tỏa sáng với vẻ đẹp sang trọng trong chiếc váy ánh bạc. Bộ trang phục của nhà thiết kế Đỗ Long lấy cảm hứng từ chim lạc trên hoa văn trống đồng Đông Sơn, nổi bật với đá quý và kỹ thuật đính kết công phu. Thiết kế đùi cá ôm sát cơ thể tôn lên đường cong quyến rũ và vóc dáng cân đối của Tường Sang. Tường Sang chọn son đỏ, búi tóc cao theo phong cách sang trọng. Ở phần thi áo tắm, người đẹp Việt Nam sải bước tự tin dưới tiếng cổ vũ nồng nhiệt. Tường Sang cao 1m79 với số đo hình thể 83-56-84cm. Cô catwalk chắc nhịp, thần thái thu hút đầy năng lượng. Cách pose dáng nghiêng người trước ống kính giúp cô khoe khéo lợi thế chân dài, thẳng cùng hông săn chắc. Hiện Tường Sang chuẩn bị vòng thi cuối diễn ra vào ngày 24 tháng 8. Cô nói, sau vòng bán kết tôi thêm phần tự tin. Những ngày qua, tôi có nhiều động lực khi nhận sự yêu thương của khán giả quê nhà. Trước đó, ngày 7 tháng 8, Tường Sang lên đường tới Thái Lan để tham dự cuộc thi Miss International Queen 2024. Ngay từ khi đặt chân tới xứ sở chùa vàng, người đẹp 19 tuổi đã khiến fan lục sắc mê tít trước làn da sáng mịn, chiều cao nổi bật, đặc biệt là đôi chân thon dài thẳng tắp của mình. Với lợi thế vóc dáng cùng sự đầu tư bài bản, Tường Sang tỏa sáng ở mọi hoạt động bên lề cùng những outfit tôn dáng, tông màu tươi sáng đúng với độ tuổi của mình. Đến với cuộc thi quốc tế, người đẹp 19 tuổi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từng tham gia lớp huấn luyện catwalk do người mẫu Lucas đứng đầu. Trên các diễn đàn sắc đẹp, khán giả nhận xét thí sinh Việt Nam thuộc nhóm ứng viên mạnh, có khả năng giành vương miện. Tường Sang nói, cô thi hoa hậu chuyển giới vì muốn chứng tỏ bản thân. Đây là thời điểm cô thấy mình máu lửa nhất, sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng xã hội. Tôi luôn đặt ra mục tiêu cao nhất, lấy đó làm động lực cố gắng cho bản thân. Dù kết quả có ra sao, tôi vẫn sẽ bước tiếp trên con đường bản thân theo đuổi, cô nói. Tường Sang tên khai sinh là Nguyễn Hoàng Bảo Phúc, quê Khánh Hòa, cao 1m79. Bảo Phúc chuyển giới vào cuối năm 2022, lấy nghệ danh Tường Sang để hoạt động. Cô thi Miss International Queen Việt Nam một năm sau đó, đoạt vị trí Á hậu 1. Hồi tháng 6, Tường Sang vượt qua An Nhi tại một cuộc tuyển chọn, giành quyền tham gia cuộc thi thế giới. Gần một năm qua, cô hoạt động ở làng mốt, từng được nhiều nhà thiết kế chọn trình diễn bộ sưu tập. Theo thông báo từ ban tổ chức chung kết Miss International Queen 2024 dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 8 tại Pattaya, Thái Lan. Tại đêm thi quan trọng này, đương kim hoa hậu chuyển giới quốc tế người Hà Lan Solange Dekker sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.